Trước họp báo thì Nhân có chia sẻ một cái bài đăng là cái bài đăng là không mời anh Thành với lại không mời chị Thu Minh đến dự họp báo, thì hôm nay có anh Thành ở đây nhưng mà còn người thầy Thu Minh thì lại không xuất hiện. Và mình cũng vừa lướt Facebook thì hình như chị Thu Minh cũng không có chia sẻ thư mời hay là có động thái gì như vậy, thì mình chắc cũng mọi người cũng sẽ hơi thắc mắc. Xin cảm ơn và chúc mừng Trúc Nhân về sản phẩm này. Câu hỏi đầu tiên là thực ra anh nói về tội nghiệp cho em có mời hết á, chứ không có cái tin đồn nào mà em không mời hết trơn á. Hai cái người rất là quan trọng ở trong cái cuộc sống của em mà. Thực ra em cũng không biết cái chị H đó là chị nào. Mọi người đó, bây giờ chị Harry Won với chị Thu Hoài là tự nhận luôn nha, chứ em không có nói nha. Và em cũng không biết tự nhiên có cái tin đồn đó, trong khi hai trăm mấy chục cái thiệp mời là em tự viết tay hết để mà em mời mọi người, thì không có cái chuyện là có một cái chị H gửi thiệp nào mà đồn đoán vậy hết trơn á. Thì Trúc Nhân cũng có chia sẻ trong cái comment của Nhân ở trong cái post đó là chị Thu Minh tập bản nhạc ngày mai, chị Thu Minh có một cái show The Comeback á, anh biết không? Bận tập cái bên nhạc đó đó. Thì nếu như mà em mắc công việc thì em cũng phải đi thôi chứ sao giờ. Bây giờ nguyên một cái bên nhạc mười mấy người, người ta chờ để người ta đánh cho mình hát. Với lại ngày mai show diễn ra rồi, thì nếu là em thì em cũng xin khất họp báo thôi chứ biết làm sao. Còn cái chuyện mà anh hỏi, anh chưa bao giờ thấy chị Thu Minh, anh chưa thấy chị Thu Minh share hay là có một cái động thái gì về MV này á, thì mấy em đi trước cũng y chang vậy. Chừng nào mà ra MV chính thức đi thì chị share cái link. Còn thiệp mời rồi teaser này kia thì thường thì em thấy chị Minh chứ không có share mấy mấy cái đó. Chị Minh là em thấy nụ cười tôi đẹp không, hôm nay chị ăn này vui, hôm nay chị đi chơi kia vui. Nói chung là em thấy trên cái Facebook của chị rất là enjoy cái cuộc sống, mà em rất là thích cái điều đó. Thôi thì cứ để vậy thôi.